Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66 đây. Hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá. Đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 400 mấy nhỉ? 400 mấy em nhỉ? Lên thì em là đồng hồ cơ. Hỏi hộ tí. Cơ 66 giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 một con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây. Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn. Made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gỉ nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá, đồng hồ hộp đen giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con
đồng hồ SK nhé, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật chứ, đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay này các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn coi nhá. Đó, đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP, giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu thắt lưng mới này. Giá thì chỉ có 70 cành thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù lỗ nhá, dù lỗ. Đấy, đây. Thì nó cũng là dòng thắt lưng dù nhưng mà nó dòng là dòng đột lỗ như này. Cái này nó đột cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lỗ. Đấy, dài thì vào khoảng 1m2. Nói chung là các loại bụng to, bụng bự, bụng đại cũng vừa hết luôn. Đấy, nói chung là bụng nào cũng vừa hết. Đây nó đột ra tới đây kìa này. Đấy các bác, nó đột rất nhiều lỗ luôn. Nó đột ra tới đây thì nói chung là bụng nào cũng vừa hết. Đây, như cái đột ngoài cùng này là cái size của nó thì nó sẽ vào khoảng là 80 các bác. Vào khoảng 80. Cho nên các bác yên tâm, bác nào bụng to cũng vừa hết luôn. Giá thì chỉ có 70 cành thôi. Lên mã giúp cho em là thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy, thắt lưng dù lỗ. Đây. Thắt lưng dù và nó sẽ có lỗ như này. Có lỗ như này cho nên là các bác lên cho em là thắt lưng dù lỗ. Đấy. Dây của nó là dây dù hàng quân nhu của quân đội. Dòng này thì bền vĩnh cửu luôn. Đừng nói bao giờ hỏng nhá. Đừng nói bao giờ hỏng. Hàng của quân đội như này thì các bác biết rồi. Máy trần cực kỳ là kỹ, đẹp. Thắt lưng dù lỗ nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một chiếc thắt lưng dù lỗ như này. Đấy, chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m2 nhá, 1m2. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví cúc nhá. Đây, lên cho em là ví cúc này. Giá sẽ là 100.000 một chiếc. Ở đây thì nó sẽ làm con ví rất là xịn sò như này các bác này. Đấy, cái ví cúc 100.000. Ở đây nó sẽ có cúc bấm như này mà. Có cúc bấm như này cho nên là bên em lên luôn nó sẽ là ví cúc. Màu của nó thì sẽ là màu da bò rất là đẹp như này. Có nhiều ngăn lắm các bạn, có nhiều ngăn như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Rất nhiều ngăn các bác này.
đây, rất nhiều ngăn như này các bác nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này thì các bác dùng nó rất là đã luôn. Đó. Và có cả những cái ngăn đây để các bác để thẻ này, một ngăn thẻ, hai ngăn thẻ, ba ngăn thẻ, bốn ngăn thẻ này. Đấy, rồi khá là nhiều ngăn như này và rất là đẹp xịn sò. Đấy, rất nhiều ngăn nhưng mà nó lại rất là mỏng nhá chứ không bị dày nhá, rất mỏng nhưng không bị dày đâu. Giá thì các bác lên cho em đó là ví cúc, giá sẽ là 100.000 cho một cái ví cúc như này nhá. 100.000 cho cái ví cúc như này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là kim khâu nhá. Đấy, kim khâu như này. Cái kim này của em nó là một cái dòng kim cao cấp, kim cao cấp. Thì con này các bác dùng ấy là không cần phải luồn chỉ, các bác không cần phải luồn chỉ đâu. Mà mình chỉ cần là cầm cái sợi chỉ đặt vào là nó sẽ vào thôi. Đấy, một bộ này của nó là 12 chiếc, 12 chiếc kim vàng như này. Đấy, một bộ 12 chiếc kim vàng siêu đẹp như này nhá. Đấy. Một bộ 12 chiếc kim vàng như này, giá sẽ là 15k nhá, 15.000. Đấy. Đây thì em sẽ mô phỏng cho các bác xem cái kim như này, đấy cái kim chỉ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là cầm cái dây. Đây. Ví dụ như đây là cái dây chun đây, đây là cái dây chun các bác này. Đây, cái dây chun này em cho vào nó còn vừa luôn các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào như này. Đặt vào như này xong mình kéo là nó sẽ vào này. Đấy các bác thấy không? Đây. Nó sẽ vào rồi này các bác này. Đấy. Đây là cái dây chun to như này mà em còn luồn được thì sợi chỉ nó rất là nhỏ thì cũng ok thôi đấy các bác này. Đấy. Đấy các bác già rồi có tuổi rồi mà dùng những cái kim xỏ truyền thống thì nó rất là khó làm. Nhưng mà đấy đối với cái kim này thì rất là ngon luôn nhá. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đây. Đấy, mình căng vào như này này, sau đó thì mình chỉ cần đặt ngang cái kim như này là nó sẽ vào thôi. Đấy, đặt ngang cái kim này nó sẽ vào đây các bác này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái phần khuyết đây. Đấy, đây các bác này. Đây các bác nhá. Ở đây nó sẽ có cái phần khuyết đây này. Đấy, có cái phần khuyết nó rất là nhỏ. Em phải phóng to lên một chút. Đây. Đấy, nó có cái phần khuyết đây. Các bác này. Đấy, nó có cái phần khuyết đây các bác này. Đấy, đây nó có cái phần khuyết đây. Thì các bác chỉ cần là đặt vào cái là nó vào luôn thôi. Đây. Đấy, có cái phần khuyết đây này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy nhá. Phóng to lên cho các bác xem đây. Đấy, nó có cái phần khuyết đây. Ở đây nó có cái phần khuyết đây này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, cái phần khuyết nó cái lỗ nó đứt đây này. Đấy. Là các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15k thôi. 15.000 cho một cái bộ kim 12 chiếc nhá. Đấy, một cái bộ như này. Bao gồm là 12 chiếc. Đấy, 12 chiếc như này. Kim của nó là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, kim vàng giọt lệ. Đấy các bác thấy không? Đây, một bộ này của nó bao gồm 12 chiếc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 15k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá, kim khâu vàng. Đấy, kim khâu vàng giá sẽ là 15.000. 15.000 cho một bộ 12 cái, rất là tiện luôn, kim khâu vàng như này nhá. Giá sẽ là 15k một bộ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví. Các bác lên cho em là ví giấy tờ nhá, hàng của thương hiệu Toyota như này. Đấy, ví giấy tờ, hàng của thương hiệu Toyota. Cái này là Toyota nó máy để nó tặng cho khách hàng mua xe máy, mua ô tô. Thì các bác có thể để tiền này. Đấy, giấy tờ này, ví tiền này, đăng kiểm này, đều ok hết nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em. Các bác lên cho em là ví giấy tờ nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một em như này. Đấy, con này thì dài khoảng gần 20cm và cao thì cũng khoảng trên 10cm. Nói chung là các bác đựng giấy tờ, đồ đăng kiểm thì rất là đẹp luôn. Hàng da xịn cao cấp cho các bác. Đấy, rất mềm luôn. Rất mềm và giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên cho em là ví giấy tờ. Giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Ví giấy tờ này. Ví giấy tờ. Giá sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50k một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dầu gió Singapore nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ này. USA qua đây. Đấy, USA đây. Hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhá. Dầu gió thương hiệu con ó này. Đấy. Hàng thì đổ cái nước này đi mua đổ đấy. Hàng thì hàng của sản xuất ở Singapore và hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ cho các bác luôn. Hàng thì hàng của Mỹ và sản xuất ở tại Singapore nhá, Singapore. Đó. Hàng của Mỹ đây. Đây địa chỉ Singapore này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này, made in Singapore này. Đấy, USA nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này, đây. USA này. Đấy. Đây các bác này. Đó. USA đây. Rất chất lượng. Cái này thì mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Và của nó là nó sẽ là dòng hai nắp đẩy cho nên là các bác phải đẩy hai lần cho em thì nó mới ra được các bác nhá. Hai nắp đẩy. Đấy, khi xoáy thì các bác cứ ấn vào xong lại xoáy ra. Vừa ấn vào vừa xoáy ra là nó sẽ ra, nó là hai lẫy đẩy nhá, hai lẫy đẩy vào. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dầu gió Singapore nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy.
Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh 40.000 cho một lọ như này, và bác nào mua từ 1 giây thì 12 lọ giá sẽ là 450.000. 12 lọ 450.000. Dầu gió xanh nhá. 40k trên một lọ, 40k trên một lọ nhá. Và 1 giây của nó sẽ là 12 lọ. 12 lọ là 450.000 và bao ship nhá. Đây. 1 giây này của nó là 12 lọ này các bác này. Đấy, lên cho em là dầu gió xanh này. Một hộp của nó là 40.000 và một vỉ của nó sẽ là 450.000 cho 12 lọ như này. Các bác có thể mua cả dây như này về mình bán lẻ hoặc là mình dùng dần cũng được. Hoặc mua cho biếu tặng làm quà cũng ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giấy giấy lau bếp nhá. Đấy, giấy lau bếp con này thì nó sẽ có tích hợp sẵn xà bông và các cái loại tẩy rửa tự nhiên rồi. Đấy, tẩy rửa tự nhiên rồi. Thì các bác dùng thì rất là đơn giản thôi. Đây, các bác về chỉ việc lấy ra là dùng thôi. Đấy. Ví dụ các vết bẩn dầu mỡ này. Đấy. Đây cả những cái mực như này nhá, cả những cái mực như này mà em tẩy nó còn sạch luôn này các bác này. Đấy, tẩy nó còn ra này các bác này. Đấy. Cả những cái vết mực như này thì các bác đưa vào mình tẩy rất là sạch sẽ luôn, mà hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên sinh học cho nên là rất là an toàn nhá. Rất an toàn, dùng không bị ăn tay, không mùi, không mùi, không hóa học các bạn, không hóa chất. Đây các bạn thấy chưa? Đấy. Thì mình cứ đưa vào mình kỳ này cho em, dầu mỡ các vết bám rồi nói chung là côn trùng các thứ sạch hết luôn. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau bếp, giá sẽ là 25.000 cho một hộp giấy lau bếp như này. Một bịch như này bao gồm cho các bác là 80 cái luôn. Một bịch này là 80 chiếc, tức là các bác có thể dùng được 80 lần cho em, 80 lần cho em, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống như này. Con này thì các bác dùng để mình chuyên để mình thông cống này, tắc cống các thứ là rất là ok luôn. Của nó sẽ là dạng bột xanh. Các bác cứ đổ vào cho em là nó sẽ giúp đánh tan các cái mỡ này, cặn bám này, rồi các cái bề mặt bị tắc nhá. Tắc nghẽn là nó sẽ thông cho các bác luôn. Bột thông cống 25.000 một lọ. Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng? Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Để sử dụng thì anh đấy, đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa, rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhỉ. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó sạch luôn. Đấy. Nó giấy sát cũng cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Giá sẽ là 25k nha, lên theo là bột thông cống nhá. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái mã sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy, made in Japan bao gồm là cả dây, cả tay đai này, một cái cưa này và cái đầu đai như này. Về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái ấy cho em, bắt trực tiếp vào cái xào cho em để mình dùng mình cắt này. Cành nào mà to thì mình sẽ dùng cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này, đầu kéo của nó cũng cắt được cành rất là to luôn. Lên cho em đó là kéo cắt cành trên cao nhá, 130k cho một em kéo cắt cành trên cao như này. Các bác về chỉ cần lắp vào cái xào là mình sử dụng được thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái xào cho em đúng như là trên video này. Đó, đây. Cắt cành to, cành nhỏ, cành lớn, cành bé, cành mẹ, cành con. Cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa cho em. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon và rất là tiện, các bác đừng leo trèo kéo là gãy chân. Đó. Lên cho em là kéo cắt cành trên cao nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt gà hàng của Nhật này. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to của Nhật nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, Japan này, hàng made in Japan, nội địa của Nhật nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, đánh vảy cá này. Đây cái phần này các bác dùng để đánh vảy cá này. Cái phần này các bác dùng để kẹp cua ghẹ ở nắp chai này. Đấy, rất tiện ích luôn, thép SK5 không gỉ. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là kéo gà Nhật nhá, 130k cho một em kéo gà Nhật như này. Hàng cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và tiện ích nhá. Đấy, có cái phần khuyết như này để các bác cắt gà, cắt cá này, cắt nem này, thực phẩm thức ăn này. Đấy, rau dợ các thứ này. Rất tiện ích luôn nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn, đầm tay, ngon lành. Lên cho em là kéo cắt gà 130.000. 130k cho một em kéo cắt gà như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn tích điện đây. Một cái bóng tròn tích điện như này. Giá thì chỉ có 80 cành cho một em thôi. Đấy, 80k cho một em bóng tròn tích điện như này nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là một điều khiển này, một cáp sạc này và một đôi pin. Đó, giá thì sẽ là 80k. Các bác chỉ cần bật lên cho em như này xong nhá. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu. Và có nhấp nháy cảnh báo. Mặc định của nhà sản xuất là 120W nhá, 120W. Nói chung cũng khá là sáng luôn. Hàng tích điện, vừa tiết kiệm điện vừa là an toàn sử dụng nhá. Có cho các bác là tấm pin năng lượng mặt trời đây, có pin năng lượng mặt trời này. Có sẵn pin và có cả cáp sạc luôn. Các bác có thể dùng pin hoặc là dùng sạc cũng đều ok hết nhé. À, dùng pin năng lượng mặt trời hoặc là các bác dùng sạc cũng được. Lên cho em là đèn tròn nhé. Đấy, đèn tròn này.
À, lên cho em là bóng tròn nhá. Bóng tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho một quả bóng tròn như này thôi, 80.000. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bếp ga mini như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để chế biến nấu nướng đồ ăn thực phẩm đều ok hết nhá. Đấy, đây. Các bác mở ra cho em này. Mang đi du lịch, đi phượt, đi học, đi làm, đi công tác này. Đấy, hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mang đi rồi mình mang cái nồi đi. Có con cá mình làm luôn nồi lẩu cho em. Đó, đây. Phần kết nối ga này của nó đều bằng đồng hết nhá. Đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần lắp cái bình ga mini vào đây cho em. Đấy, đi câu này, các bác mang cho em cái bình ga mini đi. Đấy, sau đó là mình chiến thôi. Đó, bình ga mini với một cái song con đi. Đấy, rất nhỏ gọn tiện ích, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng. Giá sẽ là 100 cành nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã cho em đó là bếp ga mini. Bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng và ngon lành cho bác này. Đấy. Một khay này của nó bao gồm là 3 chiếc này. Đấy. Các bác chỉ cần ấn này là mình mở ra được này. Có sẵn thìa cho các bác luôn nhá. Có sẵn thìa luôn. Giá thì chỉ có 65 cành thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhựa Châu Hưng. Đấy, nhựa nguyên sinh nhá. Nhựa nguyên sinh thì các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa an toàn cho sức khỏe nhá. Các bác chỉ cần là mở nắp này là xong. Đấy, đậy vào này. Rất tiện ích luôn và rất là sạch sẽ nhá. Đấy, có cả khay để cho các bác để như này, có khay để như này, các bác để trên bàn bếp đi em. Muối, mắm, mì chính, hạt tiêu. Đấy, các cái loại gia vị này, đặt lên này, mở nắp này, lấy này. Đấy, khay này của nó là dòng khay to nhá, nó vào khoảng là 200ml, các bác đổ một gói bột canh hoặc là mì chính các thứ rất là ok luôn, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất đẹp, nhựa nguyên sinh rất đẹp luôn, rất đẹp tiện ích nhá, mở nắp ra dùng này. Đó. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là một bộ như này 65k nhá. 65k cho bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị nhá. Gia vị. Đấy, gia vị giá sẽ là 65.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây sạc nhanh iPhone này. Đây, sạc nhanh iPhone 14 Pro Max. Giá thì chỉ có cho bác là 60.000 thôi. Bao gồm cho bác là một củ sạc và một dây như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. 60 cành cho một cái bộ dây sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, mà cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k. Dây sạc nhanh iPhone 60k cho một cái bộ như này, bao gồm cả dây cả sạc. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhá. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Có hai mẫu không nhá? Có hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây. Bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên theo là mũ hai kính và mũ một kính nhá. Hai kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ độ cho các bác xem. Đấy. Đấy, đây nha, em độ cho các bác xem này. Đó. Độ vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riết các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi, lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà
nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây, con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con một kính này. Đấy. Còn một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, con một kính này sẽ là 200.000, 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng luôn nhá. Giá thì khá là hợp, đá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này thì là đầu to đầu nhỏ. Đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhá. Vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 5-700.000 một chiếc nhá. 5-700.000 cho một chiếc mũ như này. Đấy. Bên dưới này thì có một cái lớp lót da này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 5-700.000 nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường nha. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150.000 nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào cho em này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu và trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó, thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150.000. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh luôn. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu đích của các bác. Ok. Hello chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nha. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này. Màu vàng, màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Một con đồng hồ như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này, giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150.000 một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ làm con dao gấp gọn như này.
giá thì sẽ là các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi, 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng, một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm, thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên cho em là dao gấp, giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, móc khóa Honda. Lên cho em là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá. Còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó, con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy, các bác lên xem là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy, bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này. Đấy, mặt này đo nhiệt độ này. Mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Kêu, tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quay đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Giá của nó sẽ là 25.000, 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng 1. Hàng nhỏ nhưng mà có vỏ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có vỏ này, rất sắc bén các bạn. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có vỏ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây. Nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây, đồng hồ dây da đẹp như này các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số la mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k, không thể tin nổi luôn nhá, 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1 2 3 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này.
và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên trên là ví cúc giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá, bảng số điện thoại trên ô tô, thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy, thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá, giá sẽ là 20.000, bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán, các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá, 20k một chiếc đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp bảng số điện thoại ô tô như này đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu, thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến, đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá, lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu, đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000, 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá, 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng này, cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm, mình dùng để mình đun nóng, ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá, đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây, quạt đây, rất mát luôn. Sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này. Đấy, hai cấp số siêu mát luôn các bác. Các bác nghe tiếng gió này. Đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác. Các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá, giá sẽ là 380.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý, có một bộ thôi, có một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật rất là chất lượng các bác này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá, một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, một cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi, 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính.
vung quai các thứ đây, đấy vung quai các thứ này, làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá, bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi, 500.000 bao ship đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em đi đơn luôn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, cho nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô đây. Đấy thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi, lần này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy đây các bác này, đó hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra, đó nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này, đây đấy các bác nhìn bên trong nó chưa, đó các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô, giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này, sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này, hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đây các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy, cái tên nó là gì, các bác lên cho em là bình ba nhá, 80.000 cho một cái bộ bình ba như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình, cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bác. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này, đó inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc nhá, ba cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện đó. Lên mã giúp cho em đó là bình ba nhá, giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình ba như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình ba, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái bộ bình ba như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây một con bình voi như này các bác này. Đấy, một con bình voi như này, con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào, khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá s�ẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Sạc nhanh sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô, đấy, vỏ ô tô, đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp.
Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong này. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này xoát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này, 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy, thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhé. Để tránh cái việc các bác hỏi về cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây, và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé. Không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa, nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này. Độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy, thì có cái lẫy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon, ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này. Kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ canh khoan đỏ đây. Về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này. Đó, cái mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp này nhá, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy. Hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho các bác xem này. Lấy dấu được các bác, chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy, thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan tazogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan tazogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này.
1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp, nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em mới bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, còn không có lãi rồi. Nếu có bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê tông đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác này. Thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm nano công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nha. Các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho nha. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chốc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím chấp nắng mưa. Rất là tiện ích luôn nha. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá. Phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy. Đây. Lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy,
hàng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun nước cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây nắp của nó này. Đấy nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7L luôn, mắc của nó là 1.7L. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp cho em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhé. Nồi lẩu Osaka giá sẽ là 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhé. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết nhé. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã giúp em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn niếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp khay nhiếc rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn.
nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con là điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2,5L nhá, 2,5L. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá, bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá, độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này, con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, 2 người, 2 ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nhá, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên các bác dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em, hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp như này các bác ơi. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá, nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bác. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho là nồi cơm Sáp giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo.
Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá, Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng Made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng Made in Korea nhá, một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng Made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, Made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá, hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá, uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy, sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea. Đấy, Made in Korea. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này, chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, cái để thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây, em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm nhanh như này tí nào mình nhá. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này.
Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy, con này thì cũng rất là mát luôn và có túc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhé. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra của cái ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đăng ký chia sẻ kênh nhé. Các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết hơn, biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic dây hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá. Tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếng mic nha hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Các bác nhấn like giúp cho em, nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy, các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây các bác lắp vào cho em này, lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó. Thân của nó đều là bằng thép hết nhá, thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn. Hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 thôi các bác nhá. 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này. Đó, mic dây Mỹ. Giá sẽ là 280k nhá. 280.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái.
Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi. Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40 cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm với bác luôn. Giá thì sẽ là 55k nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, tên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55k cho một con quạt xanh tích điện như này, 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhé. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này, hoặc là làm thợ làm nghề, hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260k nhá. Lên cho em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá. Ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây, lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, hàng của hãng thì các bác biết rồi. Hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức này. Nắp của nó đây các bác này. Đấy. Giá thì các bác lên cho em là Cương. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp trước các thứ đun được hết 430k. Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Đấy. Lẫy của nó này, rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy, thì các bác cho trực tiếp vào vòi này cho em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3 cm nhá. Đấy, thì các bác nhả trực tiếp vào vòi này cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói đây là một cái bộ dao giá sinh viên. Hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao, một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng hay là các bác đưa vào kẹp bát kẹp đĩa vào đây. Đấy, thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, một cái cân và nó cũng là như cái miệng đĩa, các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy. Gắp lên như này. Đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này. Nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ. Thì các bác dùng cái lẫy nào được. Đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng như là nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây. Ví dụ như cái này, đấy các bác đưa vào đây. Đưa vào mình kẹp lên cho em. Đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá. Các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này, tùy theo nhá. Đấy, để kẹp cái này thì đây, đấy nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này. Đấy, hoặc cái bát này, các bác kẹp này cho em. Đó. Đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá. Thì giá sẽ là 80k thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 80k. Đấy, bộ dao sói này. Bộ dao sói. Bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá. Dao giá sinh viên luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Viên giặt xả và tẩy luôn. Tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá. 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này, rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó là lên tới tầm hình như 40 gói luôn. 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên. 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá. 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá. Vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì
Nay bên shop về cho các bác cái mã đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá, xi măng dẻo 20.000 một gói, 20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bạn, trong lòng bàn tay như này. Thì về nhà các bác sẽ đấy. Keo xi măng bị lỗ hổng. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến giá chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng màu vàng bên trái cho em. Và đây cũng là ca pháp sư Trung Hoa lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến giá chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nha. Giá chỉ có 20k thôi, lên cho em là xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2m, dài là 2m như này, có lò xo giật rất là tốt luôn. Và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá, dòng xoắn cực đại được luôn đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhé. Sẽ có cho các bác là màu vàng, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc thước móc khóa nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. 75.000 một chục, 10.000 một cái các bạn. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi, giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lúc nào đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó, yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi. Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này, thì các bác có thể cho là 1 2 3 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhé, nằm lên cho em. Đó, giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này, giúp cho các bác là cột sống, đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi, giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhé. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương, mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhé. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền, động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhé. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50.000. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhé, yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello em Phạm Huấn, chào các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh bên góc trái màn hình và chia sẻ kênh giúp cho em để nhiều người biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhé. Đó, và đây là các cái mã hàng của bên em. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ví đại bàng nhá. Ví đại bàng thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu da bò và màu đen như này. Đấy, màu da bò và màu đen. Các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con ví đại bàng như này thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. 100.000 cho một con ví đại bàng như này. Hàng của Mỹ các bác này. Từ tuổi đời của nó là từ năm 1997 luôn. 1997 nhá. USA đây các bác này. USA. Hàng của Mỹ dập chìm luôn. Con này thì cực kỳ là ngon. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Siêu mềm luôn. 100% da bò tự nhiên, siêu mềm luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể cấu cào cạo thoải mái luôn, đốt thoải mái luôn. Đó. Đây, các bác trông em cào này nhưng mà một lúc sau cái nó lại phẳng lì luôn nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai màu, màu da bò. Đấy, màu da bò và màu màu da bò và màu đen nhá. Đấy, hai màu, màu da bò và màu đen. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên hết. Hàng da bò nguyên miếng. Đấy. USA này các bác này. Đấy, USA. Thì bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu da bò. Đấy, có hai màu, màu đen và màu da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng, giá chỉ có 100 cành thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng nhá. Đây. Ví đại bàng. Giá sẽ là 100k. 100k cho một con ví đại bàng như này nhá. 100.000 thôi. Đấy. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, chỉ có 100 cành thôi. 100k cho một con ví đại bàng như này. Hàng thì của Mỹ rồi, cực kỳ chất lượng này, sắc nét từ đường kim mũi chỉ nhá. Đấy, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Đấy, hình con đại bàng bằng đồng này, rất đẹp như này các bác nhá. 1997 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ví ô tô. Đấy, ví ô tô hàng của thương hiệu Toyota. Con này thì các bác có thể để bỏ đăng kiểm này, đấy, giấy tờ xe này, nói chung là tất cả các cái giấy tờ xe các bác bỏ vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là chất liệu bằng da và của thương hiệu Toyota nhá. Toyota nó máy nó tặng cho người mua ô tô đấy, cho người mua ô tô, và bên em thanh lý lô được cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví ô tô nhá, ví ô tô này. Ví ô tô giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một con ví ô tô này thôi. Đấy, bằng da mà giá chỉ có 50.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Ví ô tô 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi da bò vuông nhá. Túi da bò vuông thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đấy, túi da bò vuông nó sẽ có cho các bác là hai mẫu cho các bác luôn. Đó, hai mẫu. Đấy, một mẫu to, một mẫu nhỏ nhá. Mẫu to này thì chiều cao là 25 cm. Đấy, còn bề rộng thì bằng nhau. Bề rộng thì đều là 20 hết nhá. Một con là cao 25 và một con là cao 20 nhá, cao 20. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi vuông to hoặc là túi vuông nhỏ nhá. Đấy. Túi vuông nhỏ này thì giá bên em đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. 135k nhá. 135k cho một cái con túi vuông nhỏ như này. Đấy, còn con túi vuông to này thì sẽ là 180.000. Đấy, vuông to 180.000. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nguyên miếng hết. Về nhà các bác có thể cào cấu đốt điếc thoải mái cho em luôn. Đó, kích thước thì nó sẽ là cao hơn một chút thôi, còn chiều ngang và chiều rộng là như nhau. Đấy, nó chỉ cao hơn thôi. Con này nó cao hơn nhá. Đấy, còn con này thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, bề ngang bề nghiếc nói chung là nó cũng tương đương như nhau. Kích thước kiểu dáng tương đương như nhau. Con này thì em chỉ có mỗi cái màu nâu này thôi. Đấy, màu nâu đen này thôi. Còn con này thì có cả màu xanh nữa. Lên cho em là túi vuông nhá. Đấy, túi vuông thì bên shop sẽ có hai mẫu. Đó là túi vuông nhỏ này. Đấy, túi vuông nhỏ nhá. Túi vuông nhỏ sẽ là 135k. 135k. Và túi vuông to này. Túi vuông to giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con túi vuông to. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác. Các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Tô vít đen trợ lực. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 100 giá của nó sẽ là 60.000 à. 60.000 cho một con vít đen trợ lực như này. Đấy, bao sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít này. Đấy, một tô vít và một cái tay trợ lực như này. Giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Giá 60.000. Đây. Một tô vít, một tay trợ lực, hàng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đây, các bác chỉ cần sập này cho em này. Đấy. Nó sẽ có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực hết cho các bác nhé. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đầu vít như này. 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, mỗi cây này sẽ là một đầu khác nhau thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít. Thì khi các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn.
Đấy, lên cho em là vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành cho một cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Tên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Đó, 50k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lư đồng mini nhá, lư đồng mini như này. Đấy, nó chỉ bằng hai bàn tay này thôi. Thì để các bác có thể cho nhang vào đây các bác đốt này, cho nhang vào đây các bác đốt đây. Đây em bên em bán cái nhang hạc này. Đấy cái nhang hạc này. Đấy thì các bác có thể cho cái nhang này vào đây để mình đốt mình xông. Đấy rất là tiện ích luôn nhá, để trên bàn thờ hoặc là để bàn uống nước, nói chung là để đâu cũng được. Đấy. Con này thì nó mini bằng hai ngón tay này thôi nhá. Giá thì các bác lên cho em là lư đồng mini, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho cái lư đồng mini như này, 30.000 cho cái lư đồng mini. Còn cái nhang hương này thì sẽ là nhang hạc này thì sẽ là 60k nhá, 60k cho một hộp nhang hạc như này. Nhang hạc là 60.000, lư đồng là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đấy, tức là cái đầu này thì các bác xoáy vào đuôi luôn, xoáy vào cái đuôi cũ nhà mình, sau đó thì các bác xoáy bóng lên trồng lên đây cho em. Đó là cái này nó sẽ cảm biến luôn nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt, thì nó rất là tiện ích luôn. Ban ngày ban đêm đều dùng được cả nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm biến nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000 cho cái đuôi đèn cảm biến như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Đây, kẹo sâm Hàn Quốc như này. Một bịch này của nó là 500g, 500g tức là 5 lạng. Đấy 500g. 500g nhá, 500g là 5 lạng. Đấy. Chất liệu thì được làm 100% là từ nguyên sinh nhá, sâm nguyên sinh Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng made in Korea này, made in Korea, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một gói sâm Hàn Quốc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Đấy bao gồm cho các bác là 5 lạng luôn, 5 lạng 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc nhá, rất nhiều calo, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá, mũ nồi. Đấy thì mũ nồi da như này và bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Mũ nồi da rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy. Đội vào thì rất là xịn sò luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho con mũ nồi như này thôi. Giá chỉ có 100k cho con mũ nồi thôi. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Chất da của nó thì mềm mịn nhẹ nhàng nhá, rất là đẹp luôn và đội cực kỳ là ôm đầu, ôm form, ôm dáng luôn. Đấy, và nó có cái độ co giãn nhất định cho nên là các bác có thể dùng người đầu to, đầu nhỏ đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó. Thì con này của nó thì bên trong của nó sẽ có lót một cái lớp bông như này, một cái lớp bông mềm và lưới thoáng như này cho nên là rất là thoáng khí luôn. Và cái này nó có cao su cho nên nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Các bác đầu to đầu nhỏ là đội vừa hết luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá, màu đen và màu nâu. Lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Mũ nồi này. Mũ nồi da, giá sẽ là 100.000 nhá. 100k cho một con mũ nồi như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chổi đánh rỉ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi đánh rỉ. Bên em về một cái mã rất mới nha, các bác lên mã giúp cho em là chổi thép nhá, chổi thép. Đấy, con này thì nó sẽ là bằng những cái sợi thép như này, bằng những cái sợi thép như này. Thì các bác có thể dùng để mình kỳ cọ xong nồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái bề mặt mà chậu rửa inox các thứ là dùng là rất là ok nhá. Chậu rửa inox các thứ là rất là ok luôn. Cái này các bác lên cho em là chổi thép nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. Lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k cho một con chổi thép như này. Giá sẽ là 20.000. Đây. Đấy, và đầu này của nó thì sẽ là treo như này và chiều dài của nó khoảng 20cm. Thì các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi các thứ cũng ok đây. Dầu mỡ vẫn bám vào và dính. Hôm nay người nấu ăn ghét nhất việc rửa nồi. Cái bàn chải này tôi rất thích dùng. Trước đây khi dùng cục thép không gì này, dầu mỡ vẫn bám vào và dính tay. Nhưng loại này có tay cầm dài bằng thép không gì. Các chi tiết được làm rất tốt, dùng nó để chùi nồi rất sạch sẽ, chùi chén và cốc cũng rất tiện lợi. Nhưng phần không thể chùi được ở đáy, dùng nó cũng dễ dàng xử lý, không để lại dầu mỡ và không dễ bị hỏng. Đó. Giá sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em là chổi thép, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đó là chổi cọ rỉ này. Đấy các bác ví dụ như là
Xoong nồi này bị dỉ sét này, sân sướng bị rêu mốc này. Rồi nói chung là các bác dùng đa di năng luôn, kỳ cọ các cái bề mặt hoặc là đánh cho nó khỏi bị rêu mốc hoặc là bẩn hoặc là bụi bẩn bám. Lên cho em là chổi cọ dỉ, giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái mã chổi cọ dỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cọ xoong nồi nhá, cọ xoong nồi. Con này thì giá cũng là 15.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ xoong nồi cho em thì đơn giản lắm. Các bác chỉ cần là xoáy cái này ra này, sau đó thì mình cho cái nước rửa bát vào đây, cho nước rửa bát vào đây thì mình có thể dùng để mình nhấm như này là nó sẽ nước rửa bát nó sẽ cấp ra vào cái đầu này. Thì các bác có thể dùng để mình đánh này, kỳ cọ xoong nồi rửa bát rửa đũa cũng rất là ok. Lên cho em là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái cọ xoong nồi như này, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát. Đây, đây nó sẽ là một cái khăn như này. Nó sẽ là một cái khăn nó dạng như là nó bằng cái dạng như là cái bằng lưới như này. Cái này thì không dính cơm, không dính rau, không dính thức ăn vào đây, dùng rất là tiện luôn. Đấy thì các bác có thể dùng là mình để mình rửa bát này, cũng rửa bát được mà đánh xoong đánh nồi kỳ cọ cũng rất là ok. Đấy thì con này cái kích thước của nó sẽ là 20x20 nhá. Con này các bác dùng để rửa bát này. Đấy, nó không bị rối này, các bác thấy không? Vò vào thì nó lại bung ra như này, nó không bị rối, không bị dính rau dợ cơm nước mà nó có một cái độ ma sát nhất định, cho nên khi các bác kỳ cọ bát đũa xoong nồi thì nó rất là bám luôn. Đấy lên cho em là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát 10.000 ba chiếc, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát này. Khăn rửa bát. Đấy, khăn rửa bát giá sẽ là 10k trên 3 cái. Đấy các bác cứ mua cho em là 10.000 ba cái trở lên là ok. 10.000 ba cái, còn nếu các bác mua 20.000 nhá. Đấy, mua một chục đi. Mua một chục thì còn nếu các bác mua cả chục để dùng dần thì bên em sẽ bán cho các bác với giá đó là 25.000 một chục cái luôn. Đấy các bác cứ mua cho em một chục chiếc như này, 25.000 dùng cả năm luôn. Dùng cả năm, một năm này sang năm khác luôn nhá. Đấy rất tiện ích luôn. 25.000 một chục nhá. 10.000 ba chiếc nhá. Đấy lên cho em là khăn rửa bát 10.000 ba cái và 25k. 25k trên 10 cái nhá. 25.000 trên 10 cái cho các bác luôn. 25.000 trên 10 cái. Đây, các bác sẽ xem một cái video thực tế đây này, có luôn này các bạn. Trước đây, hôm nay tôi mới phát hiện có loại đấy, khăn rửa chén bằng dây thép này. Đấy. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xoong bằng thép truyền thống. Đấy, khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Sau khi sử dụng, có thể dễ dàng giặt sạch và tái sử dụng. Hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xoong bằng thép truyền thống. Khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đấy. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Rất là tiện các bác nhá. Đây, nó là cái dạng sợi thép các bác nhá, dạng sợi thép này. Đấy, có cái độ đàn hồi co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là thích. 25.000 một chục, giá siêu rẻ luôn. 25.000 cho một chục cái nhá. Đấy, 10.000 ba cái, 25.000 một chục. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bọc yên xe đây. Bọc yên xe như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cước nhá, bằng cước và nó khá là dày. Hai lớp. Đấy, hai lớp khá là dày thì khi mà các bác mùa hè, mùa đông dùng đều ok hết nhá. Mùa hè, mùa mưa thì nước sẽ lọt xuống dưới, các bác dùng yên không bị ướt này. Còn mùa hè thì các bác ngồi lên yên xe không bị nóng và vừa đẹp vừa bảo vệ được yên luôn. Đấy, giá thì sẽ là cái này thì đợt này giá sẽ là 45k nhá, 45.000, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, nó có dây chun co giãn, xe SH, xe to, xe nhỏ đều dùng được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn đèn dầu các bác này, đèn dầu. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, sơn giả cổ như này. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này. Đấy, đề co trang trí ở các cái khu vực cũng rất là tiện luôn. Có cái phần này để các bác châm dầu vào đây thì em đổ dầu vào đây nhá, đổ dầu vào đây xoáy nắp lại này. Đấy, có bấc để đẩy lên nhá. Đấy, có bấc biếc đẩy lên cho các bác online luôn. Đây, châm dầu châm giếc vào đây cho em. Đây, có bấc đẩy bấc lên này, đẩy bấc lên cho em. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000 đó. Và có lẫy đây, có lẫy các bác đẩy cái lẫy này lên cho em này, đẩy cái lẫy này lên, sau đó thì mình châm lửa vào, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống cho em đó. Đẩy lẫy này lên mình châm lửa vào đây nhá, châm lửa vào đây cho em, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng thì mình có thể kéo lệch như này mình châm được, nói chung là đa di năng luôn, nó rất là tiện nhá, rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 30 cm, rất là đẹp như này, bằng thép sơn giả cổ.
lên mã giúp cho em, đó là đèn dầu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình gạt kính này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là các cái bề mặt phẳng là các bác gạt được hết nhá. Lên cho em là chổi gạt kính này. Các bác lên cho em là chổi gạt kính nhá, 20k trên một chiếc này thôi, giá thanh lý cực rẻ luôn. Đấy, 50k trên 3 cái nhá. Đấy, 50k là bằng 3 cái luôn nhá. 50.000 3 cái. Đấy, còn lại là nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Chiều dài của cái phần gạt này thì nó tầm vào khoảng là 25 cm, còn phần cán này vào khoảng là 30 cm. Dùng để mình gạt kỳ cọ rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi gạt kính các bác nhá. Đó, chổi gạt kính. Giá sẽ là 20k một cái và 50.000 3 cái. Hello, chào các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Đấy, đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQAT này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò đây. Đấy các bác nghe. Đấy. Tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân. Cô ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần được số điểm. Vì vậy cô luôn lưu ý thí sinh tuần sau đó là thầy hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. À, chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy, thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi. Còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ đây, nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây, đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây, có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bác. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100 các bác lên cho em là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy, các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy, con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, tay vít này, đấy, tay vít này, đấy, tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, tay ngoắt nghéo này, đấy, rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn. 130.000 nhá, 130.000 cái bộ vít này thôi, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là V46 nhá, V46 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này, 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy, mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy, tất cả các bề mặt gỗ sắt thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi, 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó nghiêng 45 độ các bạn. Đấy, con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá, giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này.
Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá, 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi, trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà, hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này, 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá. Giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt. À kệ con này thì các bác lên cho em là giá dao dao đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, có nắp dít này để các bác xả nước này, hoặc là tháo ra bình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này, và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng với hết một bịch này. Dùng 3 tháng với hết một bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác, rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt như này, thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bác, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bác. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em là túi đựng rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000. 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này. 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn. Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn. Dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá. Lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá. Xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn các bác thấy không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy, các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất, sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản này, các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Rất sáng luôn.
và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Đến mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8 bi nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp thôi các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100k. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này, dòng gối massage 8 bi, giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy, cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá. Nẹp dây điện thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20k cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đây. Đấy, hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120k cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá. Làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy.
Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tắc đây, các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On off đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này. Đấy thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn, còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em, ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Rất đẹp các bác ở đây. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18 đến 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây. Rất to rộng luôn. Có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao, búa, kìm, kéo này. Hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhé. Có cả ngăn phụ bên ngoài nhé. Có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini. Giá sẽ là 100k nhé. 100k cho một con túi đồ nghề mini nhé. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa di năng luôn nhá. Đa di năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, rất nhiều ngăn luôn các bác này. Rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi, 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn, hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này, 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm như này, các bác có thể để iPad cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vôn kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vôn kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhé. Có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con này điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi, 90k.
Đấy, các bác nào làm thợ làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này rất là ok luôn. Đồng hồ vuông kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Đây, đấy Liverpool này, USA này. Đấy rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi, 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em, châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây. Đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác thấy không? Rồi. Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các bác nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính, lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy, bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó, có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng, 100 cái bé này là 90.000 này, 2 lạng, 90.000 có hai màu này. À, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có 3 màu như này nhá. Cũng có 3 màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc nguyên rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá.
có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng ba màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con hai lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình sau đó thì khi mà rác rửa các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ. Nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi. Lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô nhặt tự động nhá. Ô nhặt tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao con này inox 36. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc, giòn riếc, các thứ đàng hoàng. Inox 36 này, su 36 có lưới lọc riếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 36 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100k, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết, su 316 nhá, su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn chiếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc để ngang đều được hết nhá. Để dọc để ngang đều được hết này. Ấn lên ấn xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá, giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k, 40k cho một con giá xoay như này, tất cả đều bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút, các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, để nằm để đứng đều được hết nhá, nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy.
giá đỡ điện thoại giá sẽ là 30k một chiếc, 30.000 con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy, con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30cm và có 5 cánh. Đấy, khoảng trên 30cm, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này. Đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy, bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Đấy. 190.000 cho con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này. Nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng thì mình để gọn nó như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Lên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đó là kia các bác lên đã giúp cho em đó là kia đây, đó nó sẽ là kia bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k. Đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này, giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá. Quân cờ không thôi bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác này. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu đen và màu cà phê như này. Màu đen màu cà phê như này các bác nhá. Đó. Màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy, các bác có thể xoay lẫy này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy. Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23, 17, 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhé. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này. Có phần vít nở này các bác bắt vít vào tường cho em. Đây, nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái lẫy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Lên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếc các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếc luôn. Có hai màu, màu đen, màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Các bác mở khóa ra nhá, mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa trước cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra.
Sau đó thì ở đây có phụ kiện thứ đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhá. 350.000 cho một con két sắt này, chia trước cái thứ đàng hoàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em, cắm điện sử dụng điện trực tiếp điện 220V, điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy, nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên kia. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này, các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nóng làm nước luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây, các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá, 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá, muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9 cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4 cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này. Thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột, ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là... Các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k trong cái muỗng mini như này. Và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy, muỗng mini này. Đấy, muỗng mini. Đấy, giá của nó sẽ là... 10k một cái, 10k trên một chiếc và mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng 1. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em, có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là viết like này, tô vẽ các kiểu là điều luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đức này. Đấy, khóa đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá. Một hộp này của nó thì một bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha các bác nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nhá. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con là điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá, khóa đức. Đấy. Khóa đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa đức như này. 130.000, 4 chìa, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn.